Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất của nhà máy luyện kim màu đặt tại địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, thì vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa này của tỉnh đang có sự hồi sinh mạnh mẽ, màu xanh của dứa, của chuối lại đang hiện hữu, hứa hẹn mang lại cho bà con những mùa vụ bội thu. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại nương dứa của bà con nhân dân thôn km 15 xã Bản Lầu, huyện Mường Khương vào đầu năm 2017. Thời điểm nhà máy luyện kim màu Lào Cai đang hoạt động. Cây dứa của người dân có hiện tượng bị khô lá, thối lõi, quả thì bị thối ruột, người dân hoàn toàn mất trắng mùa vụ. Còn đây là hình ảnh vừa được chúng tôi ghi lại trong ngày hôm nay, tại chính khu vực trước đây có hiện tượng cây dứa bị chết và thối quả hàng loạt của gia đình ông Lương Văn Lâm ở thôn km 15 xã Bản Lầu. Toàn bộ nương dứa đã khoác lên mình một màu xanh tươi tốt. Theo ông Lâm, thì từ sau thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có quyết định đình chỉ hoạt động của nhà máy luyện kim màu trên địa bàn thôn, bà con mới dám trồng lại nương dứa. Đến nay cây dứa sinh trưởng tốt, không có biểu hiện bệnh tật, hứa hẹn về vụ dứa bội thu sau một thời gian dài chờ đợi. Từ khi nhà máy ngừng hoạt động là bây giờ trồng đến hiện tại bây giờ là những cây dứa này là nó phát triển rất tốt, qua lá xanh nó không có đốm cháy, đốm bạc, đốm cháy. Và nó không cháy như nếu bình thường nhà máy hoạt động thì nó thành đốm cháy, cháy cái lá hết. Nhưng bây giờ là nó xanh dần này là hiện tượng là rất khả năng là chắc chắn là được bội thu. Không chỉ có gia đình ông Lâm mà tới thời điểm này, tất cả các gia đình có cây trồng bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất công nghiệp trước đây đều đã bắt tay vào phát triển sản xuất trở lại. Theo người dân thì sau khi nhà máy luyện kim màu dừng hoạt động, các loại cây trồng trên địa bàn đều sinh trưởng và phát triển tốt. Một số cây đã bắt đầu đơm hoa kết trái trở lại. Bà con cảm thấy không khí trong lành hơn và hoàn toàn yên tâm tập trung cho việc sản xuất, phát triển kinh tế. Ngày xưa thì là nhiều người đi làm cái hiện tượng là chóng mặt, ngất là có nhiều đấy. Nhưng mà bây giờ từ ngày nhà máy họ đóng cửa đến giờ thì cái hiện tượng bây giờ không còn nữa. Mà nói chung người dân bây giờ nó sức khỏe thì nó cũng tạm ổn rồi, nó cũng không đến cái mức độ căng thẳng như ngày xưa. Cả xã Bản Lầu này nhiều thôn lắm. Người ta mong muốn là di rời cái nhà máy này vào có một cái cơ quan nào mà cơ quan y tế cấp cao, ví dụ như là trung ương, có những máy móc hiện đại mời về khám cho người dân để cho người dân yên tâm. Hiện trên địa bàn xã Bản Lầu có trên 1.300 hecta sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu phát triển 3 loại cây trồng chính là chuối, dứa và cây lúa. Số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hoạt động sản xuất công nghiệp trong thời gian qua là trên 203 hecta. Ngay sau khi nhà máy luyện kim màu bị đình chỉ hoạt động, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo người dân tập trung khắc phục nhanh các diện tích này để phát triển sản xuất trở lại bình thường. Đến nay, theo ghi nhận của Ủy ban nhân dân xã, thì toàn bộ các diện tích cây trồng đều phát triển tốt, không có dấu hiệu bất thường. Ủy ban nhân dân xã thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động người dân là tiếp tục tổ chức sản xuất, đặc biệt là sản xuất những cái cây lúa rồi những cái cây trồng khác trên địa bàn xã Bản Lầu. Thì đến nay thì qua một cái vụ chiêm đối với lại lúa thì hiện nay là bà con thu hoạch thì rất là năng suất rất cao. Việc sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực xã Bản Lầu, một trong những vùng nông sản hàng hóa trọng điểm của huyện Mường Khương, được khôi phục trở lại là một tín hiệu tích cực mang tới niềm vui lớn cho người nông dân. Người dân mong muốn sẽ không phải hứng chịu thêm bất kỳ tác động tiêu cực nào do hoạt động xả thải của nhà máy công nghiệp để yên tâm ổn định cuộc sống, sản xuất và đảm bảo sức khỏe.